Xin chào tất cả các bạn. Chào tất cả các bạn trở lại kênh Khám Phá TST của mình. Thì hôm nay mình muốn sẽ làm một cái video clip giới thiệu về một cái vườn cây kiển của cái vườn kiển Vi Bảo Anh. Mình sẽ đi sơ một lượt về những cái cây cổ thụ rất là quý giá ở cái vườn này. Sau đó mình sẽ làm một đoạn giới thiệu một cái cây cụ thể cho các bạn xem. Đây là những cây cổ thụ hàng trăm hàng ngàn năm không các bạn. Hôm nay nó có cây gồm những cây như me tây, rồi me keo vú sữa, cái me chua của mình. Đây vú sữa các bạn thấy đế đùng không? Khủng khiếp. Cái vú sữa này bao nhiêu hoành là đế? Đế này chắc không? Ôm này hả hay là cái đế cả đế? Cái đế bị ngang tới 3 mét mấy rồi. Đế này quanh còn 900 á. Đây là một cây me chua các bạn, 600 quanh. Đây là một cây me cũng một cái cây me chua. Và nói chung là rất nhiều cái cây kiển cổ giá trị quái. Mình muốn giới thiệu đến các bạn một cái cây, trước tiên mình giới thiệu một cái me này đi. Tại vì chắc cũng không đủ thời gian trong clip này để giới thiệu hết các bạn. Mình sẽ giới thiệu trước một cái cây này, sau đó mình sẽ làm những video clip kế tiếp để giới thiệu cho các bạn xem. Đây. Cái này múc tàn múc thân của nó có thể là khoảng 5,5 m đến 6 m. Tại vì người ta chưa phân chi phân tàn các bạn. Cái này thì đường kính nó khoảng 1,4 m các bạn. Dạ của cây từ đế rễ nó đây. Mình thì sử dụng bằng cái điện thoại smartphone để mình quay thì nó độ rơ nó hay nhiều của mình. Đây rất là quái các bạn. Cái me này thì dài 100 năm tuổi rồi. Theo mình ý kiến cá nhân của mình, theo hiểu biết của mình thôi. Đang bóng mầm và nhảy lọc rất là tốt. Hướng bên này nó hơi thiếu ánh sáng rồi. Các bạn xem mà có các nghệ nhân hoặc là các anh em mà chơi cây kiển cổ bonsai có nhu cầu thì các bạn cứ để comment bên dưới. Mình sẽ đưa cái địa chỉ cụ thể cho cái vườn kiển và số điện thoại, các bạn có thể giao lưu. Đây. Cây me thời xưa tuổi thơ ai cũng biết các bạn. Cây me rất là khủng khiếp. Cây me này nó khoảng hơn bao, nó khoảng 300-400 quanh thôi các bạn. Đây, nhìn độ quái của cái me lọc lên bướng lọc này. Đây me nó quái này. Để mang được một cái cây kiển cảnh cổ thụ từ ở cái nơi mà người ta thu mua đến về đến vườn là cả một vấn đề các bạn. Để dùng cái xe cẩu loại lớn nhất, cẩu đại các bạn. Này, bạn thấy cái da nó quái chưa? Hàng hốc búa đây là thiên nhiên cái tạo hóa và sự tác động của thiên nhiên qua hàng thập kỷ, hàng thế kỷ mà. Cây này thì mình cũng không nắm được giá các bạn. Thì bữa nay cái chủ nhân của cái vườn này thì ta không có đây, cũng là một người bạn. Mình làm video clip này để chia sẻ để các bạn cùng chiêm ngưỡng và đánh giá những tác phẩm cây cảnh bonsai, cảnh cổ thụ nghệ thuật.
biết bao nhiêu trăm năm rồi, mình cũng không đánh giá được. Có nhu cầu thì có thể để comment bên dưới. Xung quanh đây nữa là có những cái cây nó còn quái hơn nữa các bạn. Cây keo. Trong những cái video clip kế tiếp mình sẽ giới thiệu cụ thể hơn cho các bạn xem. Các bạn trong những video clip kế tiếp. Xin kết thúc video clip ở đây. Giới thiệu về một cái me này. Theo cái người chủ vườn nó ít chứ cũng phải 300 năm tuổi rồi. Me ăn trái rồi các bạn. Mình cũng rất đam mê cái này nhưng mà thực sự là không đủ điều kiện để sở hữu nó. Rồi, xin chào rồi. Các bạn hãy ủng hộ bằng cách đăng ký kênh, xem và chia sẻ những video clip của mình. Kênh Khám Phá TT xin chào và hẹn gặp lại.